kế toner dành cho barber shop, salon, các tiệm hớt tóc. Một cái thiết kế toner không dây nhỏ gọn và nó có báo phần trăm minh, có các chế độ tăng giảm tốc độ và nó sử dụng để mọi người kê lược ấy, chuyên để cho mọi người kê lược hoặc là mọi người hay gọi là hớt nhặt sạn ấy, hoặc là mọi người hớt vẩy ấy, điều đó là ok. Bên cạnh đó thì nếu mà người ai có nhu cầu cắt tóc cho em bé nhỏ ở trong nhà hoặc là mọi người có nhu cầu cắt tỉa râu cá nhân thì đều dùng được nha, nó nhỏ gọn rất là phù hợp. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng tìm hiểu chi tiết về bộ bót của toner S09 nhé, bộ toner kê lược mà mình vừa giới thiệu đến mọi người. Đây là cái thân toner, còn phụ kiện của nó thì ở phía sau. Mình giới thiệu với mọi người về chiếc toner trước. Cái màn hình báo binh của nó ở đây, nó báo phần trăm binh có 3 mức là 35%, 70% và 100%. Thì tùy mọi người dùng tương ứng thì nó sẽ tụt, hoặc là khi sạc thì nó sẽ lên như thế này. Đây, ba cái vật ở này là thể hiện ba tốc độ. Mình đang để chế độ tốc độ mạnh nhất, nó đang quay với tốc độ là 6.600 vòng trên 1 phút. Mọi người giảm xuống tốc độ thứ hai là 6.300 vòng trên 1 phút và tốc độ thấp nhất là 6.000 vòng trên 1 phút. Và mọi người có thể tăng lên lại thì bằng cách là nhấn dấu cộng này. Cái nút nguồn này cũng là nút tắt mà cũng là nút mở luôn. Thì mọi người nhấn ở đây mở và nhấn ở đây là tắt, thì nằm ở trên cái nút nguồn này. Ở trên này là cái để mà mình chỉnh lưỡi ở trên này. Đây mọi người có thể chỉnh lên 1.3mm và chỉnh xuống 1.6mm và 1.9mm. Rồi muốn chỉnh cái lưỡi này ở cái cự ly khác thì mọi người lấy cái bộ phụ kiện của nó ra. Trong này có 6 cái cửa căn độ dài ở đây. Trong này có kèm cho mọi người 6 cái cửa nhựa căn độ dài rất là chắc chắn này. Nó có kích thước là từ 3mm, để ra đây nhé. Đấy 3mm này. Rồi tiếp theo là kích thước 6mm này, mình để ra cho mọi người tiện quan sát luôn. 9mm này, 12mm này. Tiếp theo là 15mm này. Đó, để lên đây cho dễ nhìn nhé. Đó, 3mm, 6mm, 9mm, 12mm và 18mm. Nó có 6 cái cửa căn độ dài như vậy. Ở trong cái hộp này thì nó còn có cho mình một cái adapter sạc này. Khi mọi người sạc thì nó có hiển thị cái mức phần trăm bên ở đây, nãy mình có nói rồi. Ở đây là cái lọ dầu máy và một cái cọ vệ sinh, phụ kiện của nó là như vậy. Ở trong này cái Catolo là có cái thông số mà nãy mình đã giới thiệu qua đấy. Nó có 3 cái tốc độ vòng quay này, từ 6.000 vòng, 6.300 vòng và 6.600 vòng trên 1 phút. Báo phần trăm binh thì ở đây rồi. Mọi người xem cái thông số ở trên này. Tông này mọi người sạc đầy trong vòng 3 giờ và sử dụng được liên tục là 270 phút, tức là 4 tiếng rưỡi đây mọi người ạ. 4 tiếng rưỡi nha. Nó có trang bị viên pin lithium 2020mAh. Rồi, cái tốc độ các thứ là mọi người qua xem ở đây và mọi người tự tìm hiểu thêm nhá. Đó, ở đây là full mod của cái bộ toner S09. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một chút về cách tháo lắp lưỡi đối với cái trường hợp mọi người là lần đầu tiên sử dụng toner, hoặc là mọi người sử dụng gia đình mọi người không biết ấy, thì toner mọi người sử dụng như thế này. Cắt mở và sau khi cắt xong thì nó có dính tóc ở trong đây, mọi người tháo ra vệ sinh bằng cách đẩy cái lưỡi này ra thôi. Đó, đẩy này ra là được nha. Và khi mọi người lắp vào thì mọi người, nếu mà cái này nó đang nằm trên thì mọi người đẩy nó xuống dưới cùng, đẩy xuống dưới cùng và mọi người gắn nó vào như thế này. Mọi người gắn vào bằng cách là mọi người để cho nó canh cái phần này này, canh cái phần ở dưới mình đang chỉ này, sau đó mình đẩy ở phía trên vào thôi là được. Đó, như vậy là mọi người sử dụng lại bình thường. Rồi, đó là cái cách tháo lắp lưỡi ra để mọi người vệ sinh. Còn tháo lắp cái cử canh độ dài thì mọi người chọn cái cử tương ứng với cái cự ly mình mong muốn. Mình đang cầm trên tay là cái 3mm, mọi người lắp vào bằng cách đẩy vào như thế này thôi. Mọi người nhớ là đẩy cho nó hết luôn nhé. Đó, đẩy cho nó hết, cho nó canh bằng với cái vạch ở trên này thì mình lúc mà mình cắt thì nó mới đều nha. Và mình tháo ra bằng cách mình đẩy như thế này là được. Đó, đó là cái cách tháo lắp cử và cái cách tháo lắp lưỡi và chọn bộ full boss của bộ toner S09. Mọi người vừa xem xong review sản phẩm toner S09 rồi. Sản phẩm này bên mình bảo hành cho mọi người trong thời gian là 6 tháng. Trong thời hạn đó các cái lỗi về động cơ máy do nhà sản xuất thì mọi người sẽ được bảo hành đổi mới nha. Và giá của bộ sản phẩm này là 450.000. Và mình đang có chương trình ưu đãi tặng kèm máy cạo râu cho 50 khách hàng đầu tiên. Một chiếc máy cạo râu Yanjo mới còn nguyên đai nguyên kiện nha, mới 100% nha. Giá trên thị trường của cái bộ sản phẩm tặng kèm này là cũng là 150.000 cái máy cạo râu này rồi. Các bác nhân tay liên hệ thì sẽ được tặng kèm cái máy cạo râu này dành cho 50 khách hàng đầu tiên ạ. Và giá cái bộ sản phẩm này là 450.000, miễn phí giao hàng toàn quốc. Mọi người đặt hàng thì liên hệ đến số điện thoại hotline ở trên màn hình hoặc là số Zalo ở dưới. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo ạ.